Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em cập nhật tình hình thực tế về khu vực đang thi công cực kỳ nhanh của huyện Nhân Trạch. Thông tin cực kỳ ít ỏi đó là khu vực đường liên cảng thuộc xã Long Thọ, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là khu vực em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư. Đây là đoạn đường 2,5 km với vốn 1.000 tỷ đồng đây anh chị. Còn đây là khu vực khu công nghiệp 7 anh chị với vốn là gần 1.000 tỷ đồng. Còn đây là khu vực cảng Phước An đang xây dựng với vốn là 20.000 tỷ đồng. Đây là toàn bộ huyện Nhân Trạch. Thì con đường em chia sẻ hôm nay nằm hướng Đông Nam anh chị. Quay thực tế vào con đường. Khu vực này thì đây là cao tốc Bến Lức Long Thành anh chị, và cái đoạn đường chỗ này thì đây là cảng Phước An, và cái khu vực mà tráng tráng chỗ này đây là khu vực khu công nghiệp 7. Để em chia sẻ sơ sơ cái hình ảnh về khu công nghiệp 7 để anh chị cùng tham khảo nhé. Đây là khu công nghiệp 7 đây anh chị. Đây là cái cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là đường liên cảng này, từ ấp 5 xuống này. Và đây là cái đoạn đường 2,5 km 1.000 tỷ đồng đang thi công. Còn đây là khu vực toàn bộ khu công nghiệp 7, 330 ha. Về cái phần quy hoạch thì khu vực em chia sẻ cho anh chị là khu vực này, khu vực khu công nghiệp 7 đây anh chị nhé. Khu công nghiệp 7, đoạn đường 2 km và cái cảng Phước An đây anh chị. Khu vực này đang có ban dự án lớn đang thi công, đó là trục đường liên cảng ra cảng Phước An sau này dài 2,5 km với vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp 7 của huyện Nhân Trạch đang thi công với vốn 965 tỷ đồng trên diện tích là 330 ha, và khu vực cảng Phước An với diện tích là 183 ha với vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng đang thi công khu vực này. Cái đoạn đường em đang quay đó là trục đường 2,5 km thuộc huyện Nhân Trạch đang thi công, đang đẩy mạnh với vốn là 1.000 tỷ đồng đó anh chị. Khu vực là ra sông Đồng Nai cũng như là các nhóm xanh nhỏ vào khu vực xã Long Thọ và xã Phước An của huyện Nhân Trạch. Đoạn đường này thì chủ yếu là khu vực đầm lầy, đầm tôm anh chị, nên là làm cái trụ cầu và đường trên cao là chính anh chị nhé. Khu vực xa xa là khu vực cảng Phước An đang thi công với vốn là 20.000 tỷ đồng. Khu vực rộng 183 ha với chiều dài là 3 km, gồm 6 bến cảng container và 4 bến cảng tổng hợp. Khu vực này với cái sức chứa cũng như là chuyển dịch hàng hóa là 6,5 triệu tấn hàng hóa trên năm anh chị nhé. Khu vực rất là rộng, gần 200 ha. Khu vực cảng Phước An này thì nó nằm cận với cảng Cái Mép cũng như là cảng của thành phố Hồ Chí Minh là cảng Cần Giờ đó anh chị. Mình cập nhật cái sơ bộ khu vực sau này là phát triển cực kỳ nhanh của huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Khu công nghiệp 7 của huyện Nhân Trạch là tập trung chủ yếu vào các cái hàng hóa về dịch vụ logistics cũng như là liên quan tới khu công nghiệp nặng, nhằm chuyển dịch giữa các vùng kinh tế lẫn nhau thông qua sông. Thì vận tải đường sông là một loại hình vận tải chính trong nền kinh tế. Còn đối với cái vận tải hành khách thì đường hàng không
còn vận tải đường bộ thì cả của nội nội vùng quốc gia ha, còn vận tải đường thủy này đây là cả loại hình vận tải hàng hóa mạnh nhất của thế giới anh chị nha, chiếm tỷ trọng mà rất là cao, tầm 60-70% lượng hàng hóa, đôi khi lên tới 80% luôn anh chị. Các container, các tải trọng lớn, các loại thuyền bè với cái tải trọng ngày càng lớn, do vậy nên là cái cảng, hạ tầng cảng giữa các quốc gia ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là cảng nước sâu, nên nó mới có các cái loại hình xây dựng nạo vét cũng như là hút kênh rạch nhằm đáp ứng các loại tàu thuyền, các cái phương tiện vận tải với sức chứa lớn, với cái số lượng container ngày càng nhiều anh chị nhé. Hôm nay em quay sơ bộ cho anh chị một cái khu vực mà có cái chiến lược cũng như là tiềm năng khu vực Nhân Trạch. Thì cái khu vực này nhằm phát triển thì cái khu vực xã Phước An cũng như là khu vực ấp 4, ấp 5, xã Long Thọ cực kỳ có giá trị luôn anh chị, vì hiện tại vùng giá rất là thấp anh chị nhé.